giờ này bạch mã sơn đang rộn ràng hôn lễ, nàng đang gục đầu chầm vòng tay đâu quân cho nhau tận đầu cười cho nhau. Thank you.
không nỡ tự nguyện phải về một nơi xa xăm lắm. Tôi biết lòng lớn về mặt mà sớm vui câu vô cầu cùng các phần thương tâm. Dân mũi là kẻ ở quay trung với chắc phương sẽ làm nặng vai người phiêu bạt.